Hello anh em. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Toyota Innova bản E bản đủ phiên bản số sàn, máy 2.0, xe đình không taxi, không khoan đục. Xe thì có tình trạng còn zin cả xe cơ. Với cái tầm tiền rất là dễ chịu anh em ạ, hơn 400 triệu đồng thôi. Mẫu xe này thì đã lên form mới rồi, cuối 2016 thì lên form mới anh em nhé. Form này thì trang bị phanh đĩa ABS la răng đúc 4 bánh luôn, xi nhan tích hợp trên gương. Dòng này thì chạy có chế độ Eco Power, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Hoặc là mình cần những lúc cần khỏe thì chuyển sang chế độ Eco nhé. Đó, dòng này thì có cả cân bằng điện tử. Đó. Nội thất ghế da này rất là đẹp, ghế da nguyên bản. Đó, ghế rất là mềm, màn hình đầu đài nguyên bản, chạy đĩa CD, xe trang bị cam hành trình đầy đủ rồi. Đó, trần nỉ nguyên bản điều hòa 3 dàn. Đấy, cái vô lăng này quá là đẹp luôn anh em nhé. Khóa điện này, phiên bản này. Trên những cái form mới thì củ số đã được tinh giản, làm ngắn gọn lại rồi. Đấy, đi nó không bị rung lắc đây. Bản này thì có cả Eco Mode này, đấy, chế độ Power nhá, tiết kiệm nhiên liệu, túi khí này. Dòng xe đăng ký 7 chỗ ngồi, nội thất khá là rộng đây. Anh em nhìn nào, hàng ghế thứ hai này. Đó, chỗ để trần rộng thênh thang luôn. Điều hòa này, ôi, trần quá đẹp luôn nhé. Dòng này anh em chạy dịch vụ cao cấp hơn một chút là rất là ok. Hoặc là anh em mà nếu có điều kiện thì mua về đi lại gia đình sử dụng thì đi đâu thì rất là thoải mái. Đó, Toyota Innova E 2018. Hệ thống đèn đóm này đã được thay đổi rồi, rất là đẹp. Nói chung là chiếc xe này thì về form dáng thì rất là ok anh em nhé. So với những cái mẫu form cũ thì nó chững chạc hơn rất là nhiều anh em ạ. Về trang bị là cũng trang bị nhiều công nghệ hơn. Dòng này anh em mua về chạy dịch vụ nó sang xịn mịn hơn. Dòng xe Toyota Innova thì nó là quá bền lành ở Việt Nam rồi, như trên toàn thế giới rồi, được người dùng rất là yêu thích. Một chiếc xe phục vụ cho công việc cũng như phục vụ cho gia đình cũng rất là ok. Đây mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó này. Đó. Kết hợp là 9,7 lít anh em nhé, 9,7 lít. Hệ thống cột kèo keo chỉ nó nguyên bản hết anh em ạ. Đấy, cửa đóng cực kỳ êm, xi nhan thích vào trên gương. Gương rất to mà thiết kế rất là đẹp nhé. Táp ly bằng da này. Đó, dàn da này, gương kính chỉnh điện. Đấy, phần tem mác sản xuất này, 2018 Phúc Yên Vĩnh Phúc nhé. Đây là bảng táp lô trung tâm này, bảng táp lô đồng hồ của trung tâm này. Đó, chế độ Eco Power. Đấy, và đồng hồ nhìn rất hiện đại. Phím bấm vô lăng này. Túi khí này. Đó, màn hình đầu đài nguyên bản. Màn hình đầu đài này thì nghe âm thanh rất là hay anh em nhé. Nghe đĩa rất là hay. Đây có cả cắm USB rồi. Đó. Trên những dòng xe Nhật thì người ta lại không cho nhiều về phần không đầu tư nhiều về cái phần giải trí, vì người ta quan điểm là đi xe thì phải tập trung lái xe. Nhiều cái mẫu xe Nhật nó còn không cho phát video cơ. Đó, khi mình di chuyển ngồi im thì được, hoặc để đồ để điện thoại khá là thoải mái nhé. Đó, số sàn hộp số 5 cấp, vẫn động cơ là 2.0 thôi. Đó, như những cái mẫu xe Toyota phiên bản cũ, hệ thống âm thanh là 6 loa cơ. 4 loa chính và 2 loa tép ở cánh ạ. Máy em đang để lổ nhưng gần như không nghe gì luôn nhá. Máy móc thì dòng xe Nhật nó là đỉnh của chóp rồi. Nó là máy móc của dòng xe Nhật nó tạo lên thương hiệu cơ bản cho dòng xe này. Trước đó từ những năm 16 đổ lại thì những cái form dáng của dòng xe Nhật thì nó cũng
khá là xấu, nói thẳng là như vậy. Nhưng từ 2016 trở đi thì người Nhật đã thay đổi, vừa chất lượng, vừa form dáng hài hòa, vừa đẹp. Hiện tại những mẫu xe mới đến từ thương hiệu Nhật Bản, nhất là Toyota Innova này, đều rất đẹp anh em nhé. Đây là phần là tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova bản E sản xuất 2008 phiên bản số sàn. Xe gia đình sử dụng không taxi, không khoan đục. Đó, máy số zin nguyên bản anh em nhé. Đấy, phần keo đuôi chuột anh em. Zin nguyên bản. Đấy, nổ cực kỳ êm luôn. Máy Nhật. Anh em thì chắc đã sử dụng rất là nhiều các cái sản phẩm của Nhật ở trong gia đình thì biết rồi. Đồ Nhật siêu bền luôn. Kia là cụm chi ABS, phanh đi ABS chống bó cứng, chống trơn trượt anh em nhé. Phần ốc vác đầu ràng này không đâm xô, không tai nạn gì cả. Đây, ốc còn nguyên bụi này, chưa bao giờ đụng đến cà lê mò lết nhé. Một chiếc xe rất là chất lượng trong cái tầm giá này. Toyota Innova E sản xuất 2018 phiên bản số sàn máy 2.0. Xe gia đình sử dụng không taxi, không còn đục mà còn zin nguyên bản từ thân vỏ đến máy số, máy zin từ mặt gian co. Mức giá 460 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Anh em mà quan tâm liên hệ ngay em Khánh theo số điện thoại 0818733256 hoặc số 0917165240. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đấy, khi anh em mua xe bên em thì sẽ đảm bảo về vấn đề về giấy tờ pháp lý. Rất là trường xe này. Nhìn quá đẹp luôn nhá. Đó. Anh em mà không có điều kiện đi xa hoặc là mình đi xem xe thì anh em xem kỹ trên video cũng như xem trên hình ảnh. Mà thấy ok, cọc tiền em sẽ đánh lên tận nhà cho anh em xem nhá. Xem xong ok thì xuống tiền là ok rồi. 360 triệu đồng, à xin lỗi anh em, 460 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.